Quy số 9 chào tất cả anh em khu thủ nha. Và nay mình lên tất cả phụ kiện của bên mình, nay mình mới về mình nhập về để mình chia sẻ, để chia sẻ lại cho anh em. Anh em nào có cần xài thì liên hệ ủng hộ tiếp Quy số 9 nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Đây là mình lồng có nè, ráo dừa, giò, giò Việt cấp C7, bộ 5, bộ 10 và bộ 7, bộ 3. Giò Malai vẫn có luôn nha anh em ơi. Tất cả cung cấp đầy đủ tất cả phụ kiện cho anh em, từ thức ăn, ngũ cốc, kê lúa khoáng, kê lúa khoáng mè, các thứ đầy đủ cho anh em. Luôn cả mình, bên mình có luôn cả loa Q92 và Q898 nha anh em. Anh em có cần nhu cầu xài phụ kiện hoặc là thức ăn, lồng, bội úp, cống gáo dừa để đựng thức ăn cho chim cu ráy, anh em vào ủng hộ tiếp Q69 nha anh em. Một lần nữa Q69 cũng cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã cùng chia sẻ và ủng hộ đồng hành với kênh Q69 để cho Q69 có được nhiều cái động lực trong sự đam mê mà để phát huy lên để làm những clip hay, cố gắng đi tìm những clip hay để cho anh em xem giải trí. Và nay mình có nhập về một ít phụ kiện đầy đủ tất cả, mình đưa lên cho anh em xem tham khảo. Anh em có cần những phụ kiện, xài phụ kiện gì, từ phụ kiện cu ráy đến thức ăn cu gái, anh em cứ vào phần tiêu đề có số điện thoại Q69 hoặc là có số điện thoại trên màn hình, kết bạn Zalo hoặc là điện trực tiếp Q69, rồi mình sẽ báo giá hữu nghị cho anh em để về anh em phụ tiếp mình, để về chăm sóc cho những cái con mồi mình nó được đầy đủ tố chất và dinh dưỡng lên nha anh em ơi. Bên mình thì đây có đầy đủ hết tất cả nha anh em, từ túi bổi, xích trần, xích chân, rồi loa, rồi thức ăn các loại, phụ kiện, lồng luôn. Lồng thì đây mình có nhận làm gấp sẵn cho anh em luôn nha. Anh em nào mà muốn nhu cầu thì mình sẽ gấp hoàn thành lồng cho anh em chỉ nhận về. Nhận về là chỉ là bỏ chim vào nuôi thôi nha anh em ơi. Lồng thì đây là tùy theo cái chất lượng của sản phẩm làm nên nó cũng có giá chất lượng khác nhau. Có mẫu thì nó 1,1 triệu, 1,3 triệu, rồi 2 triệu mấy, 3 triệu mấy cũng có nữa nha anh em. Và lồng đôi cũng có luôn, anh em cần thì cứ. Anh ổng có nuôi được 4 con nè, 2 con Thái, 2 con Việt, 2 con Việt, 2 con Bổ Việt của mình tặng cho ổng nuôi á. 2 con Bổ Việt đó là nó nằm cuối á, còn đây là con Thái, đây là con Thái tốc độ nữa nè. Con Thái tốc độ này nó mùi lắm rồi. Anh em nào mà có muốn chơi khách hay là sở hứng chơi khách hay là chơi mồi Thái á, thì đón hai em này nè về tập tìm chơi anh em ơi. Đó anh em nghe chim nó chơi nè. Đó đây là một cặp, này là cặp này là Thái tốc độ này nha anh em. Anh em nào chơi bắt thì nhường giá hữu nghị thôi. Ông nuôi 4 con mà giờ cái ông làm biến chăm, ông kêu mình
đăng lên coi anh em nào ưng thì ổng chia sẻ, ổng nhường lại, ổng lấy giá lúa. Con thái tốc độ này đó ổng mua, hình như là ổng mua của ai đó, chiều gửi hay gì nè, ổng mua của ông nào đó, chiều gửi đó, trước ham cái đồ đó, đi mua mấy con thái này về chơi, nghe kêu chơi nè, ổng thì không có gác vậy chân, ổng nuôi khiển không à. Còn hai con cuối này nè, hai con cuối này là hai con diệp, hai con chim diệp mình tặng cho ổng. Đó, hình ảnh chim đó nha nè, mình quay cho coi. Có thấy cái điện thoại nó sạc không? Để mình lấy cái con bên đây xuống, chúc cho hai con nó gửi cho anh em xem tham khảo nha nè. Chim ổng nuôi ít, nhà ổng nói chung cũng ít người á, nên chim ổng nuôi nó không có được, không được dạng nha nè. Con mình đấy, con trong cái lồng xanh đó, lồng xanh là con mồi con chim diệp của mình, con mồi của mình mới xách đi lại đây uống phê, rồi mình xách lại đây mình đem được mình quay giúp cho ổng, ổng kêu quay đăng lên, đừng coi anh em nào cần thì chia sẻ lại, mình mới xách con mồi của mình lại. Con trong cái lòng đất, cái lòng xanh đó là con mồi đất của mình nha, chim Việt mồi đất của mình. Còn cái con cánh trắng bên đây là cái con thái tốc độ nha. Đó, anh em nào ưng thì đón gì tập mồi chơi hay là nuôi khách gì đó, nuôi chim khách thì nuôi khách, muốn về tập mồi chơi thì tập mồi chơi. Thái nè, nó chơi cái miệng mồm nó còn hơn ma lai nữa nè, kèm kinh điển nữa. Tốc độ mà đã đặt là thái tốc độ ghê. Con này đó ổng mua 1,5 triệu, nãy ổng nói quay lên coi anh em nào chơi thì ổng nhường lại với giá là 2 triệu đó. Anh em nào coi để chút xíu mình quay ngoại hình chim nè, anh em nào ưng coi hợp lý thì này là mình quay bắn, quay lên đây anh em nào ưng thì mình chia sẻ giúp cho ông anh thôi. Nãy ông anh ông kêu ông nói ai chơi thì bắt lại ổng để với giá là 2 triệu. Hồi đó ông mua 1,5 triệu mà nuôi ổng nuôi nay cũng năm mấy rồi, tiền công tiền lúa đầu này kia, giờ ổng chia sẻ lại là 2 triệu đó. Anh em nào coi ưng được, hợp lý với túi tiền, hợp với chim thì đón em nói về nha anh em. Thank you.
Chim này ông nuôi không cho ăn lúa chay không nghe anh em ơi. Lúa nước không, không có cho, không có kê kiết gì chứ. Con này mà nếu anh em nào bắt về chịu khó thúc kê vô cho nó căng lửa lên, hạ thổ quay nắng lên cho nó đủ, cho nó lấy đủ lửa lên là nó chơi còn ghê nữa. Nó mà giờ con này mà thúc kê vô mà hạ thổ quay nắng cái chịu khó chăm có khoảng chừng tháng nữa ha, cho nó ngúng kê, cho kê nó ngúng vào người nó căng lửa lên ha, rồi hạ thổ phơi nắng nó căng lửa lên cái nữa thì con này chơi đạt, nuôi khách cũng ok luôn. Anh em mà bắt nó về thì anh em thúc kê vô, thúc kê vô hạ thổ, hạ thổ cho nó đủ nắng nó căng lửa lên là con này anh em lại tập đi chơi, đi đánh đất bình thường đó nha anh em. Nhưng mà có cái là thái, dòng thái nó tốc độ quá, nhầm anh em thì ta không thích chơi, còn riêng mình thì từ xưa giờ thái hay là malai rồi người kia mình không chơi nha nè, mình chỉ duy nhất chim Việt, hàng Việt là mình chơi, mình chơi từ xưa giờ cái dàn mồi của mình toàn là chim Việt không nha nè. Chơi môn này là mỗi một người có một cái ý thích nó khác nhau mà, người thì thích chim ngoại, người thì thích chim Việt, người thì thích malai, người thì thích thái, nói chung là 9 người 10 ý, anh em nào mà thích cái sở ý nào thì mình đam mê thì mình chơi cái đó thôi chứ mình không nói được nha anh em. Mình thì riêng mình thì mình thích, không có thích mà miệng mòn quá nó giúp cái đầu. Mình thích chơi chim Việt, từ từ nó tao nhã, nó thưởng thức rồi nó nghe nó mới phê. Rồi anh em nào ưng thì vô đón em nó nghe. Hồi nãy thì ông anh trước khi ông kêu mình lại đây quay dùm cho ông, ông cũng có nói, ông nói con này hồi đó ông mua là 1,5 triệu, và ông nuôi là nay hơn 1 năm rồi. Nếu anh em nào coi hộp nhãn thì đón em nó là ông để là với giá là 2 triệu đó. Anh em coi ưng chim thì đón em nói về nha, về muốn chơi khách thì chơi khách, muốn đi tập mồi thì đi tập. Ông ở đây thì ông luôn cho ăn lúa chay không nè anh em. Con này mà anh em về anh em thúc kê vô hạ thổ phơi nắng cho nó căng lửa lên là con này là chơi còn ok nữa nha anh em. Đây mở hình chim đi đó. Đó. Thái này thái lai hay gì mà có lông trắng, mặt cũng điểm trắng. Rồi anh em nào ưng thì vô đón em nói gì à. Anh em muốn cần mỗi bị đấu và mồi cứ alo tiếp ở quy 69. Mình thì chuyên về chim Việt không ai nha anh em ơi. Nếu anh em nào cần mồi Việt và bẫy đấu chim Việt thì cứ vào liên hệ mình kênh quy 69, có số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là kết bạn Zalo trên màn hình. Đây là đất của mình rồi, cảm ơn em nhiều nha.